hai con này nha. Ồ. Con này thì nhỏ hơn. Nhỏ hơn con này. Gần đây cooler rồi. Chim, ai có chim chưa? Ai cũng có chim. Ai câu được chim chưa? Chưa rút vô gầm cầu, có cái chim. Cần của chị Lan nãy giờ chưa hả? Không, mồi rồi. Chắc vậy. Gần đây cooler rồi. Hơn 7 giờ rồi. Hôm bữa về 5 giờ mấy á. Tại ta đi sớm á, ta về sớm. Giờ cho anh lên trước anh lấy xe che xuống nè. Cái này hả?
cái giữa hả? Rồi rồi rồi, bắt cắp lại. Cột dài. Giờ cột tàu ở đây. Xong rồi đợi. Đợi về xe truck xuống. Xe xuống. Xuống nữa đi anh. Chút xíu nữa. Sao mày không chạy lên mày kéo mày. Dắt tàu dắt chỗ. Nên chó cưng quần chung.